Mặc dù đã rất nỗ lực trong mùa giải vừa rồi, nhưng cuối cùng huấn luyện viên Wayne Rooney đã không thể giúp Derby County trụ hạng thành công tại Championship và phải xuống chơi tại giải Liên Quân. Tuy nhiên, huyền thoại của Manchester United sẽ không có nhiều thời gian để mà tiếc nuối khi trước mắt ông là nhiệm vụ nỗ lực đưa đội bóng quay trở lại với hạng đấu cao hơn của nước Anh. Và để làm được điều đó, Rooney đang nỗ lực tăng cường các nhân sự cho câu lạc bộ để bổ sung thêm sức mạnh ở các vị trí khác nhau. Một trong những gương mặt mà chiến lược gia sinh năm 1985 muốn đưa về sân Prey Park là cựu tiền vệ của câu lạc bộ Arsenal, Jack Wilshere. Từng được xem là một trong những thần đồng của bóng đá sáng giá nhất nước Anh, thế nhưng sự nghiệp của Wilshere đã xuống dốc không phanh do ảnh hưởng của những chấn thương. Sau khi rời Arsenal, tiền vệ sinh năm 92 đã lần lượt trôi giọt qua các đội bóng khác nhau như West Ham, Vanderbilt hay mới đây nhất là đại diện tới từ Đan Mạch, Aarhus, nhưng đều không thu về được thành công. Giờ đây, anh sẽ đứng trước cơ hội để thử sức với một vai trò mới tại Derby County. Cụ thể, theo nguồn tin của trang Telegraph, Rooney đang muốn mời gọi Wilshere về đảm nhận một vị trí nơi ban huấn luyện đội bóng. Bàn về vấn đề này, Wilshere cho biết: Wayne Rooney đã cố gắng thuyết phục tôi tới với Derby County. Tôi luôn cảm thấy gần gũi khi làm việc với anh ấy. Chúng tôi thường xuyên nói về vấn đề quản lý bóng đá và Wayne Rooney đã rất thích điều này. Ở mùa giải vừa qua, đã có thời điểm Arsenal chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua vào top 4 Premier League. Thế nhưng, việc gục ngã ở các khoảnh khắc quyết định đã khiến pháo thủ ngậm ngùi nhìn đại kình địch của mình là Tottenham vượt mặt. Qua đó, cướp đi tấm vé tham dự Champions League mùa sau. Việc thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta hụt hơi được giới truyền thông nhận xét là có nguyên nhân lớn tứ từ hàng công, khi các tiền đạo của đại diện Bắc London không đáp ứng nhiệm vụ ghi bàn. Thực tế cho thấy kể từ khi chia tay Aubameyang, tuyến đầu của Arsenal đã trở nên kém sắc bén hơn ở trước khung thành của đối phương khi mà Lacazette đã sa sút phong độ trầm trọng. Trong khi đó thì Nketiah dù cho thấy sự bùng nổ nhưng vẫn còn quá non kinh nghiệm ở những trận cầu then chốt. Do đó thì ban lãnh đạo đội bóng Bắc London đang rất nỗ lực hoạt động nhằm mang về sân Emirates thêm những chân sút mới. Theo nguồn tin từ ký giả David Osten của trang The Athletic, Arsenal đã xác định hai tiền đạo hàng đầu cho kế hoạch mùa sau. Đó là ngôi sao thuộc biên chế của Manchester City, Gabriel Jesus và tay đang trẻ trong đội hình hiện tại, Nketiah. Như vậy là trong thời gian tới, Arsenal sẽ cố gắng đàm phán chiêu mộ Jesus, đồng thời có những buổi thảo luận để ra hạn hợp đồng với Nketiah trong bối cảnh giao kèo với chân sút người Anh sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 này. Vừa qua thì các tuyển thủ của đội tuyển Anh đã hội quân chuẩn bị cho 4 trận đấu tại Nations League vào đầu tháng 6 này. Tám sư sẽ đụng độ với Hungary 2 trận và sau đó là những trận đấu với Đức và Italia trong khuôn khổ bảng 3 của League A. Trong khi đó, đáng tiếc là không có sự góp mặt của trung vệ đang khoác áo Arsenal, Ben White. Theo thông tin tới từ The Mail, cựu sao của Brighton sẽ không tham gia cùng đội tuyển Anh trong 4 trận đấu tại Nations League khi anh phải tiếp tục tập hồi phục chức năng do dính chấn thương gân kheo vào giai đoạn cuối mùa giải. Cầu thủ sinh năm 97 đã chọn phương án an toàn chứ không mạo hiểm. Như vậy là trong thành phần đội tuyển Anh sẽ còn những trung vệ là Kono Kwasi, Mark Guehi, Harry Maguire, John Stones và Tomori. Việc không có được sự phục vụ của Guehi là một tổn thất không hề nhỏ dành cho hàng thủ của Tam Sư. Trong bối cảnh Anh là nhân tố có phong độ tương đối tốt ở xuyên suốt mùa giải đã qua của Arsenal, cùng với Gabriel Magalhaes, anh tạo nên phòng tuyến đáng tin cậy trước khung thành của Aaron Ramsdale. Mùa giải 2021-2022, Guehi đã ra sân 37 trận ở mọi đấu trường với tổng cộng 2.880 phút thi đấu. Anh nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Mikel Arteta và thường xuyên là ưu tiên lựa chọn đội chính thi đấu tại giải bóng đá ngoại hạng Anh. Theo báo chí xứ sương mù, ba câu lạc bộ là Chelsea, Arsenal và Tottenham đã đánh tiếng mong muốn sở hữu chữ ký của ngôi sao 25 tuổi. Richarlison cũng đề ngỏ khả năng chia tay The Trophies nếu các điều kiện của anh không được ban lãnh đạo câu lạc bộ đáp ứng. Tôi đã nói rõ với ban lãnh đạo, tôi có cuộc nói chuyện với Fayland Park và người đại diện của tôi. Họ biết tôi muốn gì. Hãy cùng chờ tới tháng 6. Richarlison chia sẻ: thời điểm hiện tại tôi không thể tiết lộ quá nhiều điều. Thật sự khó khăn khi mà nhắc tới chuyện chia tay bởi tình cảm của cổ động viên, những kỷ niệm của tôi gắn chặt với Everton. Kiêu sao của Godfrey cho hay. Theo The Daily Mail, một số đại gia châu Âu đã dành sự quan tâm lớn tới Richarlison. PSG và Real là hai trường hợp tiêu biểu. Lobrancos đã muốn nâng cấp hàng công, bổ sung sức mạnh sau khi bỏ lỡ hai thương vụ là Mbappe và Erling Haaland. Mức phí chuyển nhượng của Richarlison rơi vào khoảng 50 triệu bảng. Sau 152 trận đấu, Richarlison đóng góp 53 bàn thắng cho Everton.
chắc chắn Frank Lampard sẽ tìm mọi cách để trói chân cả học trò. Pháo thủ là một trong số những câu lạc bộ quan tâm tới cầu thủ chạy cánh Cody Gakpo. Họ sẵn sàng chi ra 34 triệu bảng để xé bỏ hợp đồng 4 năm còn lại giữa anh và PSV, đồng thời hứa trả cho Gakpo một mức lương hậu hĩnh. Tuy nhiên, PSV đang hy vọng giữ chân cầu thủ này ở mùa giải năm sau. Giám đốc kỹ thuật John De Jong của PSV đã cho biết vào đầu tuần này: "Chúng tôi có định giữ mọi người ở lại với nhau, vì vậy chúng tôi muốn Cody chơi bóng ở đây vào mùa giải tới. Tôi nghĩ rằng cậu ấy chắc chắn có thể tiếp tục phát triển ở đây. Nếu cậu ấy ở lại thêm một năm, điều đó sẽ chỉ tốt hơn cho câu lạc bộ. Chúng tôi sẽ đặt cược vào điều đó. Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ thú vị tại PSV, những người mà các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu đều đang khao khát." De Jong khẳng định tình hình của Gakpo sẽ không biến thành câu chuyện được nói tới cả mùa hè. Theo đó thì tương lai của tuyển thủ người Hà Lan sẽ được giải quyết chậm nhất là vào đầu tháng 8. Nó sẽ không kéo dài tới ngày 1 tháng 9 với Cody. Tôi nghĩ rằng cậu ấy không muốn kéo nó dài như vậy. Vào đầu tháng 8 mọi thứ sẽ rõ ràng, De Jong tiết lộ. Mùa giải vừa qua, Gakpo đã cùng với PSV vô địch Cúp Quốc gia Hà Lan và ghi được 12 bàn cùng 13 kiến tạo ở giải quốc nội.